Đây là đôi chân một gà. đôi. Ừ, đấy. Chân gà. Đấy. Nhưng mà có phải thế không này? Nó phải thế này, nó phải thế này. Đầy đặn quá. Đúng không? Đấy. Đấy. Như cái này nữa là đẹp nhỉ. Như cái này thì nó lại lại đấy, không. Có một ví dụ tức là nó có một số thì nó bảo nó kẹp. Đấy. Đúng không thì là nó phải nửa này nữa là thôi, nhưng mà không thể cái gì cũng vuông tròn hết được. Nó phải cũng phải thôi. Này, chúc cô rồi. Này, cầm bát nhỉ, cầm đũa nhỉ. Ừ. Anh em mình cầm đũa đi. Đi, nào cầm đũa nhỉ. Chưa rồi. Anh em mình cũng đi. Ngồi ăn trưa với lại các vị lãnh đạo. Không, mình xem xong mình dùng được không? Ờ, dùng được mà. Cứ cứ phải chỗ vào đúng chỗ như lúc đấy em. Có tủ đầu. Vẫn cứ ngồi được mà. Cứ chọn cho nên chọn. Sắp là dọc tủ lo trước.